Cái mặt em nó như vậy, em muốn hỏi bác xem là em có cần nên làm cái gì không bác? Làm cái mũi. Dạ, cái mũi em thì Trời. em không có dám làm, em chỉ làm vòng vòng cái mặt thôi à Vậy hỏi gì ạ? bác. Vậy là bác cho em lời khuyên, tại vì da thịt của em nó đầu quá, em làm mũi có được không bác, với lại em bị viêm mũi. Em chào bác à. Gì vụ gì hỏi gì? Cái mặt em nó như vậy, em muốn hỏi bác xem là em có cần nên làm cái gì không bác? Làm cái mũi. Dạ, cái mũi em thì Trời. em không có dám làm, em chỉ làm vòng vòng cái mặt thôi à bác. Vậy hỏi gì ạ? Em hỏi cái da em thì nó dùng nó xấu mà hôm bữa mắt em bị bụp á, rồi cái em đi lên em lấy mở mắt mà làm mắt em làm nguyên hai bên nó không đều chịu, có bác nó chưa có làm nữa hay là tại nó chưa làm nó bị vậy hả bác? Làm ở đâu? Em làm cái con nhỏ em mà cháu của người cô á, nó làm mà thẩm mỹ của nó không có tên gì hết bác. Gan quá Bác nhìn à. giùm em tại vì hôm nay em nhìn em không có biết bác. Ấy hôm nay tự nhiên về cái em thấy cái heo nhỏ nhà nào cũng theo dõi bác hết, Ừ. thấy bác tư vấn kỹ hết cái em muốn giờ bác tư vấn giùm em nè, em lên chỗ bác em làm. Rồi bác tư vấn thôi. Còn bây giờ em làm món nào trên gương mặt của em là tùy em, được chưa? Bác chỉ tư Dạ thì vấn bác thôi. tư vấn giùm em Thứ để em biết nhất, em làm những gì á. thứ nhất quan trọng nhất là cái mũi. Cái mũi nó quan trọng hơn con mắt, nó quan trọng hơn tất cả luôn. Rồi ok. Xin thưa Dạ là cái mũi của em cần phải làm. Rồi nhìn vô nè. Cái trán cao, gương mặt tròn nè. Cái cằm có nè. Cái mũi dẹp lép, nó tẹt, được dạ chưa? Và thêm nữa là gì, cái mũi đang có phong thủy mà không chịu đầu tư. Mình đầu tư ha, mình làm việc gì đó mình dẹp mấy cái khác qua một bên, mình coi cái nào quan trọng nhất cứ mình lo cái đó trước chứ, đúng chưa? À mấy em lo kiểu là đầu tư hoặc là làm những việc rìa 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 không à, mà cái quan trọng nhất không chịu nói. Rồi bác nói lại nha, cái mũi em quan trọng nhất. Cái món thứ hai là gì, hai cái rãnh hai bên không đến nỗi như em nghĩ là phải tiêm gì hết á. Bác nghĩ là nhìn vô dạ gương mặt em là chỉ cần em đánh em sửa cái mũi thôi là em thắng. Rồi dạ một câu một duy nhất. dạ À. tại vì vậy là bác cho em lời khuyên, tại vì da thịt của em nó đầu quá, em làm mũi có được không bác, với lại em bị viêm mũi. Trời ơi, thì bây giờ hỏi đi. Em đang hỏi trực tiếp bác sĩ nè, em đừng hỏi ai lòng vòng hết á. Thứ nhất, Dạ da em hỏi thịt bác độc. á, nếu vậy á, giờ em bị viêm mũi á, rồi em có làm được không bác, mà thịt Làm em được. nó đậm lắm, Làm được. Thịt độc đậm là tới độc đâu làm là nó sao? bầm đen hết luôn á bác. Có thuốc giảm sưng giảm bầm. Dạ Rồi. vậy là mũi em giờ làm nhiêu tiền á bác? Mấy cô gửi bảng giá qua. Rồi Dạ giờ bác nhắc lại nè. Da thịt Dạ độc, cái chữ đó là ở miền quê mình hay dùng, được chưa? Dạ Nhưng mà thật sự cái Dạ kiểu nào đi nữa cũng phải làm. Rồi các bác sĩ người ta có kháng sinh, kháng viêm, thuốc giảm sưng, giảm bầm. Ok, kính thưa các loại Dạ thuốc sau đó người ta cho. Rồi thứ hai là mũi của em bị viêm xoang. Cái viêm xoang đi Dạ theo em cả đời rồi, trên video bác nói hoài à. Hai cái đường nó khác nhau, mình làm thẩm mỹ mình làm phần trên thôi, cái viêm xoang nó nằm ở trong. Xoang là gì? Xoang nó đi, mấy em cứ nghe cái chữ viêm xoang và em nghĩ tới lỗ mũi không à. Cái xoang là nó nằm ở trong hai cái xương gò má này nè, với lại nó nằm trên trán này nè, nó có một cái hốc xương gọi là xoang. Rồi chứ không phải là viêm xoang là viêm tại cái lỗ mũi dạ ha, đúng chưa? tại vì em thấy nha, em nhảy mũi quá chừng, mỗi lần nhảy mũi là em phải Đúng nhập đúng tới lỗ đúng mũi đúng vậy nè đúng bác, đúng em đúng bóp em nhập dữ lắm, em sợ em làm không được, em chỉ sợ vậy thôi chứ em cũng muốn làm mũi em lắm mà em sợ vậy á. Rồi bác cho lời khuyên thôi. Nói tóm lại, dạ viêm xoang làm mũi được, thịt da độc không vấn đề, và cái dạ mũi nó có phong thủy. Ok, gương mặt em thì phải cần làm mũi, còn ngoài ra em không cần làm món nào khác. Cái tự nhiên em lăn tăn em làm mí mắt làm chi, à tự nhiên em lăn Đó, tăn em. em tự dưng em làm rồi em về em buồn hết ghê luôn á bác, tại Ừ, vì em nói cái mặt mình sao tự nhiên giờ nhìn nó xấu dữ vậy ta, thôi mình đi lấy mở mắt để mắt em nó bụp á bác sĩ, ừ em lấy về cái em thấy nó không có như ý em nói không à, không trước nay phải em thấy like của bác em coi á, thì em đâu có biết đâu có đi chỗ khác đâu, tự rồi nhiên về ok. cái nhà nào cũng theo dõi bác mà thấy bác tư vấn kỹ quá, em nói nay em xin được bác tư Rồi vấn để ok. em lên chỗ em làm. Rồi bây giờ gì nè, cái gương mặt em chỉ cần làm cái mũi thôi, không cần làm món nào khác. Còn những món khác Vậy là là lỡ làm rồi thì nếu cần chỉnh lại thì chỉnh, nếu không thì thôi tùy em ha. dạ Ui. Rồi. mình lên đây mình làm là bao nhiêu lâu, xong rồi mình làm xong mình về liền luôn bác, rồi mình Đúng muốn rồi. đi cử dân tại em ở dưới quê á bác.
Bây giờ nè, bác chỉ nói tóm gọn lại nè, em lo giùm bác hai việc. Thứ nhất, dạ, mình có nên làm không, mình quyết định có nên làm mũi hay không, cái đó là tự quyết nha. Thứ hai, dạ, là mình làm loại nào. Thứ ba, đi thì có xe bác sĩ đưa đón cho em lên tận nơi rồi. Rồi, dạ, còn cái việc còn lại là bên bác sĩ, bên điều dưỡng lo. Em đừng có lo cái khúc sau giùm bác sĩ, cái em lo nhiều quá làm sao nó rối lên, được chưa? Em chỉ lo cái khúc đầu thôi, làm hay không. Để làm em hỏi bác là em làm mấy ngày em về nhà em không có ai mà nhà em chăm nuôi á bác. Không cần, không cần. Em đi buổi sáng, chiều 2-3 giờ em về tới nhà. Rồi, còn cái khúc sau ở bên đây người ta lo cho em, được chưa? Dạ, vậy em cảm ơn bác sĩ. Vậy bác sĩ cho em biết cái giá của dịch vụ em làm á. Trời, bác nói giỡn. Ok, thôi mấy cô liên lạc với em nha. Dạ, dạ, vậy em cảm ơn bác. Em chào bác nha. Bye bye. Dạ, bye bye.